Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến quý Phật tử, quý khán giả đang theo dõi chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Và xin được gửi lời chào tái ngộ đến bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Xin chào Ngọc Khanh, xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh xin được chia sẻ về một cái đề tài gọi là coenzyme Q10, nghĩa là trong cách gọi ngắn gọn là CoQ10. Khi mà mình trong tiếng Việt thì mình hay nói rằng là CoQ10 hay là coenzyme 10. Khi mà Ngọc Khanh được người quen nhờ đi mua thuốc Costco từ bên Việt Nam đó, thì họ gọi qua họ nói là giúp mua giùm coenzyme 10. Thì Ngọc Khanh hỏi là cho cái gì vậy? Cái này là công dụng gì? Họ nói không biết. Người ta nói mua đi, cái này tốt lắm. Rồi cái đó là nó không biết rồi. Đến khi mình đi vào mình thấy một rừng thuốc coenzyme 10 mà cái thì là nước, cái thì là viên. Thì có cái là có hình trái tim, có cái thì không có. Và mình thấy hàm lượng thì rất là khác biệt. Mình gọi về mình hỏi muốn mua loại hàm lượng bao nhiêu thì họ nói không biết. Nếu mà không biết thôi mua hàm lượng cao nhất đi, uống nhiều thì tốt nhiều. Thì thưa bác sĩ, ngay cả ngày hôm nay khi mà làm đề tài này thì bác sĩ Ngọc Khanh vẫn không biết cái CoQ10 nó giúp được cái gì, rồi hàm lượng bao nhiêu là good, và người có bệnh gì thì nên dùng và bị bệnh gì thì không nên dùng. Thì Ngọc Khanh xin mời bác sĩ giải đáp cho những cái thắc mắc đó. Cảm ơn Ngọc Khanh nha. Thưa quý vị, thì như cái vị nghe Ngọc Khanh vừa nói là người ta truyền miệng nhau là cái CoQ10 là một cái nó là thuốc bổ đi, một cái thuốc rất là tốt, đúng không ạ? Thì và họ không biết tốt là cái gì nhưng mà nó là tốt, thì đúng đây là một cái thuốc tốt thật quý vị. Đây là một cái thuốc nó có trên có thể từ năm 1957 cho đúng, là thuốc này được khám phá từ cái thời đó. Nhưng mà qua năm tháng thì càng ngày họ có càng nhiều những cái nghiên cứu chứng minh là đây là một cái thuốc nó rất là tốt cho tim. Lúc đầu tiên á, cái nhà bác học và khám phá ra họ được thắng cái Nobel Prize nữa. Nhờ cái CoQ10 này thưa quý vị, là một cái giải thưởng rất là lớn trong khoa học. Thì cái CoQ10 nó là một cái chất hóa mà nó có cái tác động đó là nó giúp chuyển hóa cái năng lượng trong các tế bào của quý vị. Cho nên nó là một trong cái mitochondria là một tế bào nhỏ trong cái tế bào của quý vị đó, một bộ phận nhỏ, thì nó là sản xuất trên 95% cái năng lượng trong cơ thể của mình. Đó là cái công dụng của cái CoQ10 này. Thưa bác sĩ, vậy thì nếu đó là công dụng vậy thì cái nhiệm vụ của CoQ10 đối với sức khỏe nó là như thế nào? Thì thưa quý vị, cái CoQ10 nó là một cái chất hóa người mình tự tạo ra trong tất cả các tế bào của mình. Thì nó sẽ giúp cho cái tế bào nó hoạt động được tốt và bình thường. Nó tạo ra cái năng lượng để tế bào làm việc. Và đồng thời cho cái những cái trái tim của mình nó rất là cần cái năng lượng này vì nó làm việc rất là nhiều, thì nó cũng làm cho tim làm việc được tốt hơn. Và cái CoQ10 này một cái từ khác đó, họ xài nó là ubiquinol hay ubiquinone, thì đó là tên của cái chất hóa đó là cái CoQ10 thưa quý vị. Thì cái CoQ10 này nó sẽ có cái tính cách là chống lão hóa, là antioxidant, và khi mà trong cơ thể quý vị mà có chất chống lão hóa rất là tốt thì nó sẽ bảo vệ rất là nhiều thứ trong cơ thể quý vị, thì mình sẽ vô chi tiết lát nữa thưa quý vị. Vậy thì thưa bác sĩ, nếu mà nói là vậy thì cái CoQ10 này nó giúp ích cho bệnh gì đó, mà qua cái cách bác sĩ vừa trình bày để Ngọc Khanh đoán thử nha, chắc chắn là phải giúp cho tim rồi đó. Đó là cái số 1 thưa quý vị. Còn cái điều thứ hai nữa thì bác sĩ nói nó có giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đúng như vậy. Thì nếu mà bây giờ nó giúp cho bệnh gì thì Ngọc Khanh thấy là có giúp cho bệnh tim. Tim. Nếu mà năng lượng thì cho những người mà chơi thể thao như là competitive sport, họ chạy đua hay là bơi đua hay này nọ, thích dùng cái này để nó có cái năng lượng hơn cho sức khỏe cho họ hơn. Là những người vận động đó. Vận động đó. Dạ, thưa bác sĩ, vậy thì tóm tắt nó giúp ích được cho bệnh nào? Thêm nữa là thưa quý vị, họ khám phá về sau này là cái tất nhiên là nó có nhiều cái khám phá nổi bật quý vị, nhưng mà mình chỉ nói quý vị những cái chính thôi, còn rất là nhiều cái khác nữa Ngọc Khanh. Thưa quý vị, thì cái mà cho cái bệnh nhức đầu gọi là migraine headache cũng là được nổi tiếng xài cho cái ubiquinone, cái CoQ10 này thưa quý vị. Và một cái nữa là cái mà mình rất là khuyến khích bệnh nhân nào mà đang uống thuốc hạ mỡ trong máu là cái loại gọi là như là statin family, thì là những cái thuốc như là
rosuvastatin hay là atorvastatin. Quý vị cứ nghe có cái tên mà statin ở trong đó, đó cái âm thanh đó đó, nghĩa là cái thuốc hạ mỡ trong máu, trong cái dòng loại thuốc đó, thì nó hay làm cho cái vị mà nào mà dùng cái thuốc đó, không phải ai cũng bị, nhưng mà ai mà uống vào bị đau nhức người, đau nhức bắp thịt, thì đó là liên quan tới cái CoQ10 này của quý vị, nó bị cái CoQ10 bị giảm đi, mình bị đau nhức. Nên là quý vị bổ sung vô cái CoQ10 này thì quý vị cũng sẽ bị đỡ để đau nhức cơ thể và cơ bắp. Dạ, vậy thì những cái chính đi cho cái CoQ10 đó là giúp cho người có bị vấn đề về tim và những người bị migraine, và cái thứ ba là đau nhức. Nếu mà mình đang uống cái thuốc mà cho mỡ trong máu thì mình nên dùng kèm cái CoQ10 này. Đúng như vậy. Để nó sẽ giảm bớt đi cái sự đau nhức. Đúng như vậy Ngọc Khanh. Nhưng mà thêm một cái nữa là có một số tài liệu cho thấy đó là không nhất thiết là mình phải bị đau nhức mình mới dùng CoQ10 khi mình uống thuốc hạ mỡ đó. Tại vì không cần phải đợi lúc đau mình mới xài. Thật sự ra là mình biết là khi mình đang dùng cái statin đó, nó sẽ vốn là chính cái thuốc statin nó làm giảm đi cái CoQ10 của quý vị. Tại vì quý vị, như mình nói hồi nãy thưa quý vị, là khi mình càng lớn tuổi thì cái chất CoQ10 tế bào quý vị nó bị suy giảm đi, không làm được nhiều nữa. Cho nên đó là chắc chắn là khi uống những cái thuốc statin vô đó thì cái CoQ10 quý vị nó bị hạ nữa. Chỉ có đó là có người có triệu chứng, người không có triệu chứng thôi. Nên là cho nên không có triệu chứng không có nghĩa là mình không nên uống CoQ10. Mình vẫn có lợi khi uống CoQ10 vô cho những người uống thuốc hạ mỡ trong cái thuốc statin. Thưa bác sĩ, cái câu hỏi tiếp theo là khi nãy bác sĩ nói cơ thể của chúng ta sản xuất cái CoQ10, nhưng mà nó sản xuất từ cái bộ phận nào của cơ thể? Vâng, cảm ơn Ngọc Khanh. Thưa quý vị, thì cái CoQ10, thưa quý vị, là nó được sản xuất trong cơ thể quý vị, đó là tất cả các tế bào trong cơ thể của mình là nó có cái khả năng là sản xuất CoQ10. Cho nên là từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, thưa quý vị, nên mình lúc nào cũng sản xuất hết. Nhưng mà những cái cơ quan mà sản xuất nhiều nhất sẽ là những cái bắp thịt của mình, trái tim, gan và thận. Thì đó là những cái cơ quan mà nó sẽ đòi hỏi cái CoQ10 nhiều nhất trong cơ thể của quý vị. Thì đó là những cái cơ quan sẽ là có rất là nhiều cái chất CoQ10 trong cái tế bào đó. Vậy thì cái hàm lượng mà mình nên sử dụng để gọi là thích hợp đó thưa bác sĩ. Tại vì như Ngọc Khanh nói đó, đến thấy một rừng CoQ10 400, 600, 800 và lúc đó mình nói trời ơi, với cái hàm lượng này mà không có hướng dẫn của bác sĩ tự uống không biết có nguy hiểm không hả? Tại Ngọc Khanh luôn sợ cái vấn đề là mình uống cái gì quá liều nó tích nó tích tụ trong cơ thể của mình. Thưa quý vị, sự thật ra thì cái CoQ10 này hay là ubiquinol, thưa quý vị, là cùng một cái tên thuốc á, nó cũng là một cái trong cái dòng thuốc cũng rất là an toàn. Bởi vì đây là những cái thuốc quý vị có thể mua được ở ngoài chợ. Quý vị đi Costco, đi lên Amazon hay là lên trên mạng, quý vị có thể mua thoải mái. Tuy nhiên là nó ở bên Mỹ, khi quý vị qua bên Âu Châu thì cái thuốc, cái supplement ubiquinol này, CoQ10 là cái thuốc toa của bác sĩ viết. Nhưng mà trong nước Mỹ này thì lại mua thoải mái. Cho nên là tùy theo quý vị đang ở nơi nào thưa quý vị. Nhưng mà cái vấn đề ở bên Mỹ này là cái thuốc khi nó gọi là supplement đó thì nó không có được gọi là FDA approved. Có nghĩa đó là nhiều nhà sản xuất khác nhau. Cho nên đó, cái bác sĩ không có viết toa quý vị. Cho nên đó là các sự cạnh tranh của các hãng thuốc, họ cứ sản xuất ra rất là nhiều đủ loại hàm lượng hết. Cho nên là vì quá nhiều hiệu và quá nhiều hàm lượng và không có cái sự gọi là bắt buộc là phải bao nhiêu hàm lượng uống, cho nên quý vị sẽ bị rất là hoang mang. Tại vì như Ngọc Khanh vừa nói đó, có lọ thì 100mg, lọ 300, lọ 600, lọ 800 thì khi dạng viên, dạng nước đủ thứ hết. Đủ thứ hết. Và khi mình có một hãng mới lại mở ra, nó muốn cạnh tranh, nó lại bán 1000mg quý vị, thì không ai ngăn chặn nó. Hoặc là Ngọc Khanh thấy là nó đang sale cái loại nước và đang sale 15 đô một bình. Thì Ngọc Khanh nghĩ ô cái này sale nè, mà nước nữa thì Ngọc Khanh chỉ nghĩ đơn giản nước là nó sẽ thẩm thấu tốt. Thế là mua, mà còn hân hoan là nghĩ là bên Việt Nam sẽ rất là thích. Nhưng mà khi gửi về thì họ lại trách rằng là nước là nặng. Họ trả phí shipping nặng hơn, mà lúc đó Ngọc Khanh không nghĩ ra. Đến khi gửi rồi mới thấy làm người ta không có vui. Cho nên là cái khổ của người tiêu thụ là người đi mua thuốc này uống á. Quý vị có thể nghe hôm nay mình nói chuyện về cái thuốc này, cái quý vị thấy ô thuốc này
thế là xứng đáng, hay quá, tôi đi mua. Chắc chắn quý vị cũng sẽ có cái vấn đề là khi ra tiệm thuốc tây y hệt như Ngọc Khanh, bây giờ chọn loại nào, bây giờ nó quá nhiều đi, hiệu nào tốt mình tin tưởng hiệu nào. Thì cái khổ, thưa quý vị, là mình cũng chia sẻ với quý vị cái khổ này, là sự thật ra vì nó không phải là cái công ty thuốc và gọi là thuốc 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 bằng toa, không được sự kiểm tra của FDA, cho nên đó nó có hàng loạt thuốc, nên rất là khó để mà chọn cái thuốc nào tốt. Chỉ cần có một cái lựa chọn duy nhất, kể cả bác sĩ cũng có cái lựa chọn giống nhau như quý vị thôi, là phải tìm cái công ty nào mà có cái uy tín từ trước đến giờ sản xuất những cái thuốc mà mình có thể mình tin được, là nó trên cái tin tưởng đó, và có sự kiểm tra thứ ba là cái chất lượng của cái thuốc như thế nào. Thì đó là cái khó của quý vị. Nhưng mà nếu mà mình chia sẻ với quý vị, riêng bản thân mình thì mình mua của cái công ty nó gọi là Pure Encapsulation. Thì đây là cái công ty nó cũng là được tiếng tăm lâu đời, và nó sản xuất những cái thuốc bổ supplement mà có uy tín và luôn luôn có cái third party verification, tức là một cái công ty thứ ba ngoại cuộc kiểm tra cái hàng lượng của họ. Thì tuy nhiên là những cái thuốc đó rất là mắc tiền, mặc dù là cùng một cái thuốc nhưng có sự kiểm tra. Thì có thể là đó là một cái quý vị nhìn trên mạng đều có hết. Và cho dù là bất cứ một cái thương hiệu gì hay bất cứ một cái gì mà bác sĩ Vũ Khanh chia sẻ thì cũng chỉ là cái ý kiến cá nhân thôi, thưa quý vị. Chúng tôi không có cái ý định là mình đi quảng cáo cho một cái hãng nào hết. Không quảng cáo cho hãng nào hết quý vị. Tại vì như là cá nhân mình cũng đi kiếm cái thuốc để mình xài, thì cũng giống như tất cả mọi người khác, thì mình cũng phải cũng làm những cái nghiên cứu, đi tìm hiểu, tìm tòi những công ty nào mình đáng tin cậy. Nhưng mà trở lại vấn đề hàm lượng thôi quý vị, thì thông thường nó là từ 200 tới 400 mg mỗi ngày, thì cái đó là cái hàm lượng mà thông thường quý vị sẽ nên xài. Thưa bác sĩ, nếu mà 200 tới 400, giả sử Ngọc Khanh muốn uống 400 thì Ngọc Khanh đi mua cái hũ 400 để uống luôn một lần, hay là Ngọc Khanh mua cái loại 200 ngày uống ra 3 lần mà giống như mình uống sáng trưa chiều tối, thì mình trước khi ăn, sau khi ăn, bác sĩ? Thưa quý vị, thì cái ubiquinol này hay là CoQ10 này, thưa quý vị, là nó là cái bản chất của nó là oil based, tức là nó có cái tính chất dầu. Đó là cái nguyên thủy của cái thuốc này. Cho nên đó là như mà Ngọc Khanh mà mua cái loại mà nó trong cái capsule hay là cái loại mà trong cái tinh dầu á, thì là cái tốt nhất nếu mà mình lựa chọn. Vì cái loại là như loại nước thì cũng có thể là mình cũng không biết như thế nào. Hoặc là loại crystalline là nó là như là cái viên mà có việc đập cho nó thành cái bột đó, thì cái đó có thể không phải là cái loại tốt. Thì mình sẽ chọn cái loại mà mình cắt thì nó ra cái dầu á, thì cái tốt. Kính thưa quý khán giả, thì cho phép Ngọc Khanh và bác sĩ Ngọc Khanh tạm dừng ở đây. Và trong phần 2 của chương trình thì chúng tôi sẽ bắt đầu với cái vấn đề là ai đang bị bệnh gì thì nên dùng cái CoQ10. Xin mời quý khán giả tiếp tục giữ lại sóng chương trình và chúng tôi sẽ trở lại ngay lập tức.